Có bao giờ, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm trí bạn chìm đắm trong muôn vàn suy tư, hối hận về một quyết định sai lầm trong quá khứ, nó như một vết sẹo nhức nhối, dày dứt khôn nguôi, ám ảnh bạn suốt bao năm tháng. Ngày ấy, bạn đã lựa chọn con đường tưởng chừng như đầy hứa hẹn, rực rỡ ánh hào quang, nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại ẩn chứa vô vàn chông gai, thử thách, bị lóa mắt bởi tham vọng và những lời tán dương. Bạn đã mù quáng lao vào, bỏ qua những lời khuyên nhủ chân thành của người thân bạn bè. Hậu quả cay đắng nhanh chóng ập đến. Con đường bạn chọn không hề phù hợp với khả năng và đam mê của chính bản thân. Nó khiến bạn chìm trong mớ hỗn độn, bế tắc, đánh mất chính mình. Niềm vui, sự hứng khởi dần tan biến, thay vào đó là sự thất vọng, hụt hẫng và nuối tiếc. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, bạn đã cay đắng nhận ra sai lầm của mình. Giá như ngày ấy bạn đã lắng nghe con tim mách bảo, càng đảm theo đuổi đam mê thực sự, mọi chuyện đã khác. Nhưng tiếc thay, thời gian không thể quay ngược lại. Bạn biết rằng mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ. Thay vì gặm nhấm nỗi đau, hãy quyết định sửa chữa sai lầm và hướng đến tương lai. Bài học kinh nghiệm đắt giá này có lẽ đã giúp bạn trưởng thành hơn, biết quý trọng giá trị của bản thân và cẩn trọng trong mọi quyết định. Từ nay, bạn sẽ luôn lắng nghe con tim, theo đuổi đam mê và sống một cuộc đời không hối tiếc.